hủ mì bagadi. Bagadi đây là thịt bít bít bo để nấu bagadi. Đó, giờ cái này là anh nấu cái nước để luộc mì. Luộc mì bagadi. À, nấu nước luộc mì. Ok, mình ra kia mình coi thử anh nấu cái nhân như thế nào nha. Quá. Nấu trong chút xíu nha mà. Này này đang xào cà chua. Xào cà chua chuẩn bị nấu cái món bagadi. À, cái này nè, thịt bò ướp, bò xay ướp. Cái này pet của cái sausage. Wow. Thơm quá thơm. Chả cà chua để nấu thơm quá. Đợi ba cái đi về mình đi chơi thanh long, mình coi thanh long mình chơi. Biết nó chín chưa rồi ta, chín vậy mà nó chín chưa rồi ta. Mình cái mấy trái này sáng làm gãy không trái uổng quá trời mình. Dâm thêm mấy chậu nữa nè. Chuẩn bị tuần tới nấu phở ăn nè, rau quế tốt quá. Ok, thanh long dễ thương chưa? Châu kìa, đất đây bây giờ có thanh long. Dễ thương chưa? Cắt cái đuôi. Đợi ba cái đi về mình đi chơi thanh long, mình coi thanh long mình chơi. Biết nó chín chưa rồi ta, chín vậy mà nó chín chưa rồi ta. Mình cái mấy trái này sáng làm gãy không trái uổng quá trời mình. Dâm thêm mấy chậu nữa nè. Chuẩn bị tuần tới nấu phở ăn nè, rau quế tốt quá. Ok, thanh long. Cái ba cái đi sắp xong nè. Bỏ sausage của nó vô, bỏ đủ thứ thịt bò vô. Xong rồi chuẩn bị bỏ cái gói bít bò vô. Ngon quá. Bỏ cái bít bò này vô nè. Ok. Đây nè, ba cái đi nè. Bây giờ bỏ cái bít bò này vô nè. Bít bò này vô nè. Nó chừng chưa? Rồi xong rồi chút mình nêm lại thôi. Đây, thịt nạc, thịt xay, thịt bò xay, cà chua, bít bò. Có mì thì luộc xong hết rồi. Hơi bị chua một chút. Ok. Con bác cái đi mình làm xong rồi nè. Luộc xong rồi nè. Wow, ngon chưa? Đó, mì bác cái đi đó. Mì của bác cái đi á. Chút nữa mình bỏ cái này vô, bỏ nước sốt lên là ăn là chứ là mì Ý. Mày gọi là mì Ý đó. Ok. Ngon chưa? Cái đi đó, bà cái đi đó. Mẹ về ăn đó, ăn đó. Tử về ăn đó. Chú Kê ơi. Ngon không mà ăn nè. Có tiếng ngon không mà ăn nè. Chụp. Biết ăn dữ mày. Giỏi. Chừng đổ rồi á. Rồi với trời nó đòi 150 ngàn. Wow, giỏi quá. Ê, ngon không? Nè, nó nói làm sao? Nè, ông ngoại nấu á, ngon không? Nụ, ngon không? Nói sao? Nói chứ đừng giơ tay không đâu được. Nói sao? Dạ. Dạ, ngon quá, phải không? Like it đấy. Hôm nay đang làm cái món là cua đồng, bún canh bún cua đồng. Cua đồng là cua ở người bạn ở Tây Ninh, họ làm sạch, họ xay rồi họ đem qua họ cho người bạn, họ cho này đó. Cua đồng mình vẽ ra, họ vẽ rồi mình mà xay vẽ rồi mình chỉ lọc nước lấy gạn lấy cái thịt đó, xong rồi mình bỏ chung với lại tôm xay, tôm nhỏ mà mình xay mình làm cái như bánh bèo á, tôm cháy á, rồi bỏ trứng vô, bỏ gia vị vô rồi mình đổ trứng rồi mình bắt đầu mình đổ vô
mình trộn vô để mình làm một cái cua. Đó. Xong rồi bên cạnh là mình có luộc huyết, mua huyết thì về mình luộc. Đó, bỏ vô, rồi cà chua mình đã xay sẵn rồi, mình làm sẵn hết rồi đây, xào, xào lên. Rồi rau muống mình luộc, rồi chuẩn bị mình luộc bún nữa thôi. Xong là canh bún rồi. Canh bún nó khác bún riêu. Nó không có giống như bún riêu được. Nó bún riêu. Nên thành nó là nó ăn cái mùi của nó là nếu mình bỏ bún riêu á, gia vị bún riêu vô thì nó là ra bún riêu cho nó ra canh bún. Còn cái này mình không có bỏ gì hết, mình chỉ nấu theo cái cua thôi. Ok, chiều nay mình có cái món ngon này. Canh bún đó, ăn với rau muống nè, đó cà chua nè, huyết nè, cua nè, bún ở dưới. Đó, canh bún đó. À, ngon chưa?